dành dụ cả năm để đi Đà Lạt với con bạn thân thì trên mạng kiểu... Video này sẽ kiểm chứng thực hư thời tiết tại Đà Lạt tháng 7 này như thế nào nhá. Liệu nắng đẹp hay đang mưa bão như thế này nhỉ? Hello, ở Hà Nội, ở Đà Lạt đây. Cùng tụi mình bay vèo vèo từ Hà Nội tới Đà Lạt và cũng là lần đầu tiên trải nghiệm hãng bay mới Vietravel Airlines này nhá. Lý do to lớn nhất là vì hãng này mới có chuyến bay từ tận 5 giờ 50 sáng là đến Đà Lạt cái là tao hồ chơi luôn, không bị phí mất một ngày. Các bạn có một kèm đến từ bên Đà Lạt đằng sau tên phải là hai kiện. Với bạn an ninh ở bên kia hàng giám sát ạ. Chúc các bạn một chuyến bay tốt đẹp. Không delay dù chỉ một phút chính là trải nghiệm thực sự của tụi mình sau 3 lần đi hãng bay này với 3 khung giờ khác nhau. Có quay màn hình lại kiểm chứng cho các bạn luôn nè. Đấy, thấy mình mặc váy khác không? Trộm vía tỷ lần, không biết sao mình may mắn hay hãng đã thay đổi mà cứ đúng trước 40 phút là được xếp hàng boarding và đúng giờ là bay luôn. Ê, không hề nói điêu là không lệch dù chỉ một phút ấy. Chứ ví dụ mà lệch vài phút đi thì clip này chắc chắn mình sẽ nói ngay. Mà check in online trước cho tụi mình lại càng nhanh. Bay sáng nên tụi mình đặt suất ăn nóng này trước 48 giờ lên máy bay là có liền. Ê, lớp rau này là để giữ nóng đừng ai ăn nó nhá. Nghe nói là mỗi mùa sẽ có những món ăn khác nhau để khách không bị nhàm chán. Về khoang ngồi của máy bay thì sạch sẽ mới mẻ đấy chứ nhỉ. Tận mắt trải nghiệm thế này là yên tâm rồi. Có cả người kể chuyện trên không, giới thiệu điểm đến này. Ê, mấy chị tiếp viên của Vietravel xinh ghê. Gặp cả bạn hành khách nhí này rất đáng yêu. Chuyến bay trải nghiệm lần đầu tiên này thực sự rất mỹ mãn luôn nhá. Và ta-da, chúng mình đã đến Đà Lạt rồi. Về những con dốc dã man dốc, hai đứa xách vali thở hổn hển và cuối cùng cũng đã đến homestay rồi. Ngoài vé máy bay khứ hồi là tầm 2 củ cho lần này thì cụ thể review các chi phí khác ở Đà Lạt như ăn chơi ngủ nghỉ chúng mình sẽ review ở clip sau nhá. Bật mí là food tour Đà Lạt tung rời luôn, là bánh căn, bánh ướt lòng gà. Chúng mình cũng đã trải nghiệm gần hết những quán cà phê có view đỉnh nhất ở Đà Lạt, cả những món ăn hot nhất nhất định phải thử khi tới đây như bò tơ dạ chiến này, bánh tráng nướng, kem bơ chạm đông nghịt khách hay kem bơ phụng đã mở mấy chục năm rồi. Giữa cái thời tiết 17-18 độ hiện tại ở Đà Lạt thì không thể thiếu những nồi lẩu gà lá é hay ăn vặt sập cái chợ đêm Đà Lạt nữa. Ui, nói chung là đi có mấy ngày thôi mà tụi mình ăn hơn 20 quán lận. Đà Lạt bây giờ nắng mưa thất thường, mới mưa xong nên là suối nó cứ đục ngầu thế này này. Nhưng rất trộm vía là trong mấy ngày đầu tháng 7 bọn mình đi thì mưa chỉ lẻ tẻ tầm 20-30 phút thôi. Trời có nắng có ráo nha. Có đúng hai buổi tối là tự nhiên mưa vèo một cái rồi lại tạnh ngay. Ẩm ương gọi là tí xíu thôi, không sao hết, vẫn có đầy ảnh đẹp, không phải kiểu ngập lụt như trên mạng mọi người đang xem đâu. Bọn mình vẫn tha hồ đi anh tạc không biết bao nhiêu là nơi. Các bạn mà muốn đi Đà Lạt thì dù người yêu hay là bạn thân đi ngay tầm này đi, đang đẹp lắm. Ẩm ương một xíu xíu thôi nhưng mà thời tiết cứ 17-18 độ mê ơi là mê. Trốn khỏi cái nóng của Hà Nội đi nào. Một chuyến đi vô cùng mỹ mãn sau những ngày dài làm việc căng thẳng. Còn giờ thì bye bye Đà Lạt và trở về Hà Nội thôi. Lần sau mình sẽ vẫn đi Vietravel Airlines đấy, bởi vì trải nghiệm quá ok mà lại có chuyến bay sớm không bị phí ngày nữa. Chúc quý khách có một thời gian tuyệt vời tại thủ đô Hà Nội. Trân trọng toàn cơ.